Tại vì Đức Phật thường nói là trong tất cả cái tham ái thì tham ái về cái đẹp của cái sắc thân này là lớn nhất, không có cái tham gì nó lớn hơn. Ví dụ như là nếu như mình có cái thân, mình nhìn vào cái thân mình thì lúc nào mình cũng muốn cái thân mình đẹp, và cái tâm tham ái chấp thủ ngã mạn này nó đã tiềm ẩn trong người mình quá lâu rồi, quá lớn rồi, quá nặng rồi. Nên là với cái sự tu tập là sẽ buông bỏ dần dần những cái không cần thiết đi, để tất cả những cái buông đấy nó đều là đối trị với tâm tham. Với cái tâm tham ái, ví dụ như là ví dụ người đi xuất gia bỏ cả tóc đi ấy, để nó bớt những cái đẹp đẽ mà không cần thiết bên ngoài đi, thì những cái trang phục, cái sự mà mình trang điểm cho thân, làm cho cái thân đẹp ấy, thì nó chỉ tăng thêm cái ảo tưởng, nó tăng thêm cái vô minh, nó tăng thêm cái ngã mạn. Ví dụ như cái bản chất của cái thân này nó vốn là rất là bất tịnh. Ví dụ như là nếu như mà một cái người nào mà người ta dùng cái trí tuệ bằng cái pháp thiền, người ta dùng cái ánh sáng thiền người ta soi vào trong thân ấy, người ta sẽ thấy ở cả những cái con giun, con sán, con sâu, con bọ nó ở trong đấy, ở trên tóc của mình nó có hàng vạn con vi khuẩn nó đang nhúc nhúc ở đấy, nhưng mà bằng cái mắt thường thì không thấy, mắt trí tuệ thấy lông móng răng da thịt gân xương tủy thận của mình nó đều có những cái con vi trùng, vi khuẩn, sâu bọ, giun dế, giun sán nó sống ở đấy, và nó sống ở đấy thì nó ăn ăn xương, ăn máu, ăn thịt của mình, để nó lại đi vệ sinh ra đó, để nó chết ở đấy, rồi nó lại sinh sản ra đấy, và nó cứ nối tiếp thế hệ này thế hệ khác, nó toàn sống ở trên thân mình. Thì bản chất cái thân mình nó không khác gì cái bãi tha ma, nó không khác gì cái nghĩa địa, nó không khác gì cái nhà vệ sinh cho những con vi trùng đấy. Nhưng mà bản thân mình không không có trí tuệ, mình không nhìn thấy cái điều đó, cho nên mình mới tham ái, tham luyến, lãng nhiễm, mất quá nhiều thời gian, sức lực để chăm sóc cho một cái rất là giả dối. Và cái người các cái bậc tu chứng đắc giác ngộ rồi thì thấy rõ điều đó, và muốn hướng dẫn cho cái người mới tập tu tu tập, người ta làm sao người ta khó tu, bởi vì người ta quá tham với cái thân, thân này nó đẹp, thì người ta rất là tham ái với cái thân mình và cái thân của người khác, cho nên là phải bỏ cái đẹp giả đấy đi để mình thấy là cái sự thật. Thì tất cả những cái đấy nó chỉ là cái phương tiện để cho mình bớt cái ảo tưởng nghĩ rằng cái thân này là đẹp đi, thì mình sẽ thấy cái thân nó, mình càng thấy được cái thân nó là bất tịnh, nó đáng nhàm chán, đáng ghê gớm, thì cái sự chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán nó càng dễ dàng nhanh chóng. Còn nếu như ngày nào mình còn cái khái niệm thân này đẹp, thân này là đáng yêu, đáng mến, đáng chăm sóc, đáng, thì cái sự tu tập chứng đắc các cái pháp thiền chỉ quán của mình rất là xa vời. Vì vậy nên là mình cần phải buông bỏ cái sự trang điểm làm đẹp đi, vì nó không thật mà, nó không thật. Còn nếu như một cái người nó có cái đẹp từ trong nội tâm ấy, người đó sẽ không cần phải chăm sóc, không cần trang điểm. Nếu như cái tâm nó đẹp, nếu như người đó mà có cái lòng từ bi bác cái tâm từ nó mạnh ấy, thì cái người đấy không trang điểm mà đẹp, đẹp hơn những người chăm trang điểm, đẹp hơn, bởi vì cái đẹp nó phát sinh ra từ nội tâm. Ví dụ cái người nào mà thực hành thiền mà có ánh sáng, mình sẽ thấy cái mặt người đó rất là sáng, vì cái sắc cái nó sinh ra từ cái tâm ấy, cái tâm thanh tịnh trong sáng, nó sẽ sinh ra những cái sắc rất là sáng sủa, mà cái sắc ấy nó đẹp hơn là cái sắc do mình đánh phấn bôi son, nó đẹp hơn rất là nhiều. Thì cái đẹp nó phải sinh ra từ nội tâm thì nó mới thật, còn cái đẹp nó do mình bôi chát mà nó là đẹp giả vờ là bỏ đi tốt hơn nhá.